Chế độ quân chủ Anh phải nên được tôn trọng và trân quý. On Monday, September 19, vào thứ Hai, ngày 19 tháng 9 năm 2022, trong khi vẫn đang bế quan vì lợi ích cho thế giới, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư với lòng quan tâm vô vàn đã ân cần gọi điện cho các thành viên đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư để ưu ái hỏi thăm sức khỏe và sự an lành của họ. Trong buổi hội thảo, Sư Phụ cũng chia sẻ những thấu hiểu và trí huệ vô giá của Ngài trong khi trả lời các câu hỏi do đội ngũ nêu lên về các sự kiện gần đây ở Vương quốc Anh, sự băng hà của nữ hoàng Elizabeth II và sự khởi đầu của triều đại vua Charles III. Do việc lên ngôi của vua Charles III, một số người dân phản đối rằng họ không muốn nhà vua cai trị họ. Thưa sư phụ, ngài nghĩ sao về chuyện người dân phản đối này? Dĩ nhiên là họ có quyền phản đối. Họ có quyền bày tỏ ý kiến của họ vì nước Anh là một quốc gia tự do. Nhưng họ nên nghĩ nước Anh là một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới để sống, dù có vua hay không. Đúng không? Dạ đúng, sư phụ. Và có thể là nhờ chế độ quân chủ mà Anh Quốc đã rất ổn định và được các nước khác trên thế giới tôn trọng. Quý vị biết đó, nữ hoàng Anh vừa băng hà, thì các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đến để tỏ lòng kính trọng. Dạ đúng vậy, dạ. Không có đoàn xe hộ tống cá nhân, nhưng có những xe buýt để chờ ngay cả các hoàng tử và tổng thống trên thế giới, bảo đảm chở khách đến đều đặn. Nhật hoàng và hoàng hậu của Nhật Bản, những nhân vật hiếm khi xuất hiện trong đám tang vì tín ngưỡng thần đạo của họ, đã đi chung xe buýt với vua và hoàng hậu của Bhutan. Có bao giờ có một sự kiện thế giới mà người ta phải nghĩ đến việc sắp xếp chỗ ngồi cho quá nhiều chức sắc và hoàng gia nước ngoài đến để tỏ lòng kính trọng với nữ hoàng như vậy không? Rời tu viện Westminster, cảnh tượng hiếm thấy của hoàng gia đứng đợi xe buýt và xếp hàng dài. Nhưng một dấu hiệu cho thấy nữ hoàng Elizabeth II đã được tôn trọng trên toàn cầu khi các nhà lãnh đạo thế giới đã đến cùng nhau tiễn bà tới nơi an nghỉ. Ai cũng đến, ngay cả Putin cũng muốn đến, nhưng họ không để ông đến. Và tôi thấy trên bản tin họ nói rằng một trong những đồng minh của Putin đứng trước linh cữu của nữ hoàng để chụp hình và họ phản đối. Họ tức giận về điều đó. Vì vậy, những người này nếu họ muốn phản đối, dù sao thì tôi cũng không thấy nhiều. Nhưng dĩ nhiên họ có thể bày tỏ ý kiến của họ. Nhưng nếu họ không thích nước Anh, không thích nữ hoàng, thì họ có thể đi đến nơi khác, họ có thể di cư. Ngày nay chúng ta có thể di cư đến bất cứ đâu. Nếu họ nghĩ đất nước nào đó không có vua thì tốt hơn, thì họ có thể đi. Có lẽ họ thích Nga hơn. Vậy thì có lẽ họ nên sống dưới sự cai trị của Putin. Quý vị nghĩ sao? Dạ, không phải là ý kiến hay. Quý vị vậy, quý vị có nghĩ họ sẽ thích thế không? Dạ không. Không. Có thể là vua Charles. Dĩ nhiên, theo quan điểm của con người, thì không hoàn hảo trong mắt họ. Nhưng ông không phải là nhà lãnh đạo tồi tệ nhất trên thế giới. Quý vị không nghĩ vậy sao? Dạ có, thưa sư phụ, ông không như thế. Dù sao cũng chỉ là tượng trưng thôi. Chứ ông không dính vào hệ thống chính trị của nước Anh. Người Anh tự họ quyết định ai là người quản lý các sự vụ của họ. Họ bỏ phiếu và có các đảng phái chọn các nhà lãnh đạo. Dạ thưa sư phụ. Vì vậy, họ không nên quá lo lắng về vua Charles. Và bây giờ nữ hoàng vừa mới băng hà. Họ nên bày tỏ sự thông cảm hơn, ủng hộ nhiều hơn, để ông có sức mạnh, hầu suy nghĩ sáng suốt và làm những điều tốt vì lợi ích của họ. Quý vị không nghĩ về sao? Dạ có, thưa sư phụ. Ý kiến của quý vị là gì? Dạ cũng có một vài sự cố về cái bút ký giấy tờ. Khi ông được chính thức công bố là vua Charles III và khi ký tài liệu quan trọng, ông dường như tức giận rằng khai mực không ở đúng chỗ và ông ra hiệu cho ai đó nhanh chóng di chuyển nó. Ông nói, người hầu đáng lẽ phải di chuyển những thứ này. Tôi không phải là người di chuyển những thứ này. Vậy đó có phải là lỗi của người hầu mà những điều này xảy ra không ạ? Biết không, đây là cái giá phải trả khi phụ thuộc vào người khác làm việc cho mình. Không thể luôn luôn có mọi thứ theo cách mình muốn.
Trước tiên, nếu tôi là quý vị, tôi sẽ không dùng từ người hầu. Bởi vì tất cả chúng ta đều phục vụ. Họ phục vụ nhưng họ không phải là người hầu. Người hầu ngày nay, theo như cách họ dùng từ người hầu, là rất hạ phẩm giá đối với con người. Quý vị hiểu ý tôi không? Dạ hiểu thưa sư phụ, đúng vậy ạ. Tất cả chúng ta đều phục vụ. Và vua là người hầu quán xuyến nhiều hơn tất cả họ. Bởi vì ông phải phục vụ tất cả người dân của đất nước ông. Nếu ông hiểu đúng quan niệm này. Dạ. Làm vua không dễ đâu. Hiểu không? Dạ, hiểu. Tất cả chúng ta đều có vấn đề. Và làm vua không phải là một địa vị đáng ham thích đối với tôi. Có rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều rắc rối để lội trong đó. Và dĩ nhiên như Đức Phật đã nói, không ai sẽ hoàn toàn bị trách móc hoặc được khen ngợi 100%. Mọi người trên thế giới này, cách này hay cách khác, ngày này hay ngày khác, sẽ bị trách móc hoặc sẽ được khen ngợi, chứ không luôn luôn hoàn toàn ở bên nào. Quý vị hiểu ý tôi không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Nên thấy đó, tôi nghĩ đó là lỗi của nữ hoàng. Không phải là lỗi của người hầu. Có người nói, xem đó thì biết ông cư xử với người hầu của ông như thế nào. Không phải như vậy. Có lẽ trước đây ông không đối xử với những ai gọi là người hầu như thế. Đó chỉ là vì sự ra đi đột ngột của nữ hoàng, khiến mọi người rơi vào tình trạng tinh thần rối loạn. Quý vị hiểu ý tôi không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Tất cả họ đều yêu mến nữ hoàng. Tất cả mọi người làm việc trong hoàng gia đều yêu quý nữ hoàng. Và họ đã phục vụ thái tử nhiều thập niên rồi. Ông không bao giờ phàn nàn. Chỉ là vào lúc này, tất cả họ đều rất buồn, rất đau buồn. Thế nên, có thể họ quên phải làm gì cho đúng. Quý vị hiểu ý tôi không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì, họ chưa bao giờ làm điều này trước đây. Đây là lần đầu tiên họ phải chuẩn bị khai mật để thái tử ký các tài liệu quan trọng như thế. Dạ, một lần trong đời ông. Dạ đúng vậy. Vì vậy tất cả họ đều bối rối. Dạ đúng thưa sư phụ, dạ đúng vậy. Và quá buồn, không thể suy nghĩ cho thấu đáo. Họ chỉ là con người. Và đó cũng không phải là lỗi của thái tử. Dĩ nhiên ông vừa mất thân mẫu, người mẹ yêu quý nhất của ông. Dạ thưa sư phụ. Và ông không có thời gian để thậm chí thương tiếc bà hay bất cứ gì. Ông không được phép. Ông cần phải lập tức tiếp nhận địa vị có trách nhiệm cao nhất ở Anh Quốc. Và lòng ông thì đau đớn. Hiểu không? Ông đau đớn, ông khóc. Dạ. Và ông cảm thấy như ông cần mọi người là phụ mẫu của ông. Để bù đắp cho sự mất mát của ông. Ông cũng vừa mất phụ thân cách đây không lâu, nhớ không? Dạ đúng, đúng vậy. Hoàng thân Philip cũng qua đời cách đây không lâu. Và bây giờ ông mất thân mẫu, nên ông trở thành mồ côi. Và ông cảm thấy như có một sự trống trải trong đời. Và kiểu như một cách vô thức, ông ráng nắm lấy tình thương và tình cảm của mọi người dành cho ông để lấp đầy khoảng trống đó. Dạ, dạ đúng, dạ hiểu thưa sư phụ. Tôi biết điều đó bởi vì tôi từng mất cha mẹ. Dĩ nhiên tôi chưa bao giờ nói điều này, nhưng không phải như tôi là gỗ đá hay gì đó. Nhất là vua Charles the Third. Dạ, thưa sư phụ. Ông đã từng được thương yêu, nuông chiều và chiều chuộng trong vòng tay của cha mẹ. Và đột nhiên, ông mất hết người này đến người kia như thế. Nỗi buồn của ông bùng phát thành sự nóng nảy. Quý vị hiểu không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Ông cảm thấy quá lạc lõng, quá bất lực. Và một cách vô thức, ông kỳ vọng rằng những người xung quanh ông sẽ hiểu điều đó và sẽ dành cho ông mọi sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Tất cả tình thương mà họ sẽ thể hiện đối với ông để bằng cách nào đó bù đắp những gì ông đã mất. Nhưng những người được gọi là hầu cận, họ cũng lạc lõng vì nữ hoàng băng hà. Dạ hiểu thưa sư phụ. Nên cả hai bên đều đang gặp khó khăn. Cả hai bên đều đang gặp rắc rối. Và cả hai bên không thể giúp lẫn nhau. Đó là vấn đề duy nhất của họ. Dạ. Nên đó không phải là lỗi của ai cả. Chỉ là họ thương yêu nữ hoàng quá nhiều. Dạ đúng. Và khi thương yêu ai đó quá nhiều mà quý vị mất họ, thì quý vị sẽ gặp rắc rối lớn. Sẽ không thể suy nghĩ thông suốt. Quý vị hiểu điều đó không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Kính gửi mẹ yêu quý của con. Khi mẹ bắt đầu hành trình tuyệt vời lần cuối,
để đi gặp cha quá cố thân yêu của con. Con chỉ xin nói điều này. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì tình thương và sự quan tâm của mẹ đối với gia đình chúng ta và đối với gia đình của các quốc gia mà mẹ đã phục vụ rất tận tình trong suốt bao năm qua. Cầu mong muôn nghìn thiên thần sẽ hát vang đưa mẹ vào cõi an nghỉ. Rồi, bây giờ còn câu hỏi nào khác không trước khi tôi tiếp tục khóc? Dạ có, thưa sư phụ, dạ. Ngài sẽ gọi những người làm việc cho Ngài. Trong nhà Ngài là gì ạ? Quý vị có bao giờ nghe tôi gọi họ là người hầu không? Dạ không, thưa sư phụ. À, Lini Winterstail, một trong những ca sĩ nổi tiếng ở Hollywood. Cô ấy thậm chí tuyên bố rằng, khi ở đó hỏi cô ấy nói tôi phục vụ họ. Tôi mang đồ ăn từ nhà bếp đến cho họ. Tôi không có người hầu. Nhớ điều đó không? Nhớ không? Ở Cancun đó. Trước khi họ hát trên sân khấu, tôi đã mời họ đến phòng khách sạn của tôi và đãi họ một số đồ ăn và trò chuyện với họ. Dạ, vì tôi quý mến nghệ sĩ. Tôi thương Ngài Thanh Hải, Phụ Thượng Sư. Tôi gọi Ngài là tấm lòng của người mẹ. Chúng tôi có một đãi ngộ đặc biệt là được gặp Ngài. Tôi đoán là một bữa lỡ và Ngài đã đưa chúng tôi đến phòng Ngài và Ngài đã nấu ăn cho chúng tôi. Ý tôi là đó là rất nhiều thức ăn và còn nhiều hơn nữa sau đó mà Ngài mang ra. Và Ngài muốn mọi người mang một túi thức ăn về nhà. Ngài thật phi thường. Ngài thật sự là tấm lòng của người mẹ. Tôi thương Ngài. Thật vinh dự khi được gặp Ngài. Tâm thức của tôi được nâng cao. Thật sự vậy. Tôi đã gặp Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư lần đầu tiên sáng nay. Và Ngài thật sự phục vụ chúng tôi bữa trưa, không phải như có người hầu hoặc gì đó. Và Ngài tuyệt vời. Ngài giống như một người mẹ. Ngài là mẹ địa cầu đối với thế giới, và Ngài cũng như vậy với chúng tôi như Ngài đó ở đây tối nay. Điều đó thật tuyệt vời, khi mình có thể ở cùng với một vài người, hoặc có thể ở cùng với hàng trăm người, và có sự ấm áp đó, và có sự chân thành đó, và có tình thương đó. Ngài là một phụ nữ tuyệt vời, tấm gương tuyệt vời cho thế giới. Tôi hy vọng trong tương lai của chúng ta là những gì Ngài mơ ước và là những gì chúng ta mơ ước và rằng chúng ta có một thế giới an toàn hơn, sạch sẽ hơn, tốt đẹp hơn. Không phải vì họ đã hát vào dịp đó. Họ hát cho những người đến dự, khách VIP và tất cả mọi người đến khách sạn đó hôm đó cho buổi lễ xanh, để trao một số giải thưởng xanh cho một số người mà đấu tranh cho thế giới xanh và thuần chay, nhớ không? Ở Cancun đó, dạ nhớ. Không phải vì họ đến hát cho bữa tiệc mời của chúng ta, mà vì tôi thương quý họ và rất vui là có dịp được gặp họ. Nên tôi đã mời họ vào phòng mình và đối đãi bất cứ món ăn gì chúng tôi có vào lúc đó. Và họ rất vui, dạ. Cô ấy nói, Ngài không có người hầu, nghĩa là sư phụ không có người hầu. Dù sao tôi gọi họ là phụ tá, thị giả của tôi. Quý vị đã nghe từ đó nhiều lần, phải không? Dạ phải, thưa sư phụ. Dù sao thì hầu hết, họ cũng không làm việc trong nhà tôi. Họ làm việc cho các bạn chó. Vì vậy, ngay cả đôi khi tôi cần họ giúp tôi khiêng đồ nặng mà tôi không thể làm một mình, tôi phải đợi. Bởi vì họ nói, bây giờ chúng con đang cùng với các bạn chó, chúng con đang cho các bạn chó ăn, chúng con đưa các bạn chó ra ngoài, chúng con đang đảm bảo các bạn chó được thoải mái. Xin Ngài vui lòng chờ được không? Vậy thì tôi làm gì đây? Vâng, thưa bà. Tôi sẽ đợi, thưa bà. Tôi sẽ đợi, thưa ông. Tôi thường đùa với họ. Không bao giờ gọi họ là người hầu. Trời ơi, tôi không nhớ như thế. Tôi không nhớ có bao giờ nói từ đó. Quý vị có bao giờ nghe tôi nói từ đó chưa? Dạ chưa, thưa sư phụ. Khi tôi nói với quý vị về họ, tôi nói họ là những người quản lý chó, chăm sóc chó. Dạ, người bảo vệ chó, người trông chừng chó. Chứ không bao giờ gọi họ là người hầu. Tôi không dám. Không bao giờ nghĩ tới từ đó để nói với họ. Chưa bao giờ nghĩ như vậy. Bởi vì họ đều là con cái của Thượng Đế. Làm sao tôi dám nói bất cứ gì như thế? Dạ, thưa sư phụ. Không có người hầu trên thế giới này. Chỉ có con cái của Thượng Đế được giao cho các bổn phận khác nhau để giữ cho thế giới hoạt động. Hiểu ý thưa không?
Dạ hiểu thưa sư phụ. Vâng sư phụ. Giả sử vua trị vì nước Anh hoặc bất kỳ vị vua nào trị vì quốc gia nào mà không có bất cứ những người gọi là người hầu này, thì liệu họ có cai trị được không? Dạ không ạ. Hay tôi không biết, có lẽ họ có thể. Dạ không tốt lắm. Có lẽ họ có thể, nhưng họ phải được huấn luyện lại theo hướng ngược với cách họ đã được huấn luyện. Dạ đúng, dạ thưa sư phụ. Ví dụ như Thái tử Seo, cũng đừng trách ông quá. Ông đã được huấn luyện cách khác. Ông đã được chuẩn bị để làm vua. Và theo truyền thống thời xưa, vua trị vì đất nước, người đứng đầu, hàng đầu trên tất cả những người khác. Và mọi người phải tuân theo mệnh lệnh của vua. Và mọi người đều phải làm việc cho vua, chứ không phải ngược lại. Nhưng họ quên, vua cũng phải làm việc, chỉ là những công việc khác. Dạ thưa sư phụ, ông phải gặp dân chúng, phải gặp các nhà ngoại giao khác, phải gặp các nhà lãnh đạo khác, và ông phải dành thời gian để đọc văn kiện, để ký văn kiện, đôi khi đi ra ngoài vì mục đích từ thiện, và đủ mọi việc mà họ phải làm. Dạ, không thể ngồi đó mà không làm gì cả. Dạ, sư phụ. Và tôi nghe nói rằng hoàng thân Philip, công tước xứ Edinburgh trước đây, đã lo liệu ít nhiều về việc huấn luyện thái tử Seo khi đó. Với việc nữ hoàng thường xuyên vắng mặt, hoàng thân Philip đã đưa ra các quyết định về gia đình. Và mối quan hệ của ông với con trai trưởng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Seo luôn có một mối quan hệ khó khăn với Philip. Ông không bao giờ có thể sống đúng theo những gì Philip nghĩ là ông phải nên làm. Lúc đó, ông còn không để thái tử Seo biết nhiều về những thứ thế tục. Cha, tất cả chỉ tập trung vào việc trở thành thái tử và vua tương lai. Ông chỉ phải học thế thôi. Và thậm chí ông Philip còn phải nhờ một trong những cựu thủ tướng dạy thái tử cách tiếp đón một thủ tướng. Và ông đã tập đóng trong một sân khấu giả. Vâng, tôi đã tiếp kiến thái tử Seo khi nữ hoàng Elizabeth II vẫn còn trên ngai vàng, vì ông muốn bắt đầu suy nghĩ về cách ứng xử với những cử tọa đó. Và từ những gì tôi thấy, ông sẽ xuất sắc trong công việc đó. Xuất sắc trong việc lắng nghe, xuất sắc trong việc đặt câu hỏi, đưa ra lời khuyên khôn ngoan và lời khuyên hiền triết. Ý nói đây có lẽ là thời gian học việc dài nhất trong lịch sử, giống như luyện tập để khi trở thành vua trong tương lai, ông sẽ biết phải làm gì. Dạ, ông phải học nhiều quy tắc ngoại giao, nhiều quy tắc vương triều và quy tắc của hoàng gia. Và ông đã học những gì ông đã được dạy. Dạ thưa sư phụ. Vì vậy, ông phải hành động theo cách mà vua sẽ hành động theo truyền thống. Có lẽ bây giờ ở thời hiện đại, họ phải làm khác đi một chút. Tôi còn nghe nói rằng thái tử Seo thậm chí không cần phải bóp kem đánh răng vào buổi sáng. Và ông không biết mọi thứ về những gì mà người xung quanh đang làm trong nhà ông. Giống như ông không biết màn ni lông bọc thực phẩm là gì, cho nên có lần ông nhìn thấy ông thét và hét toáng lên. Có lẽ chỉ là đùa thôi, nhưng với ông thì đáng sợ, như sợ một cách đùa vui. Bởi vì ông chưa bao giờ thấy thứ đó. Tưởng tượng coi. Dạ. Trong sách Thái tử nổi loạn, tác giả Tom Power tiết lộ rằng Seo đã không thể nhận dạng một món đồ gia dụng rất phổ biến. Hóa ra ông không biết màn bọc thực phẩm là gì. Sau khi yêu cầu nhân viên để thức ăn ra ngoài cho ông để ăn sau đó trong ngày, có tường trình rằng Seo đã thét lên khi phát hiện ra thức ăn dư. Thái tử thừa kế đều được cho là sợ hãi khi bắt gặp những miếng thịt nguội được phủ bởi sản phẩm không biết là gì, khiến ông hỏi vợ mình, Camilla, sản phẩm đó là gì? Sử dụng tên tiếng Anh cho nó, Camilla phải cho ông biết rằng thật sự nó được gọi là màn bọc thực phẩm. Đó là cách hoàng thân Philip chuẩn bị cho ông để trở thành quốc vương. Và ông cũng đã từng đi học. Đó là một nửa bình thường đối với hoàng tử và công chúa. Và họ cũng không chuẩn bị cho ông theo cách học sinh bình thường. Ít nhiều gì họ biết ông là vua tương lai. Cách họ đối xử với ông không thể là bình thường như với những học sinh khác. Dạ thưa sư phụ. Vì vậy địa vị của vua chỉ có một mặt vinh quang dưới ánh mắt thế gian, nhưng không dễ dàng cho lắm, không dễ thực hiện. Dạ sư phụ, chúng con hiểu. Vua Charles đã chuẩn bị nhiều thập niên cho việc lên ngôi. Ngay từ khi chào đời, ông cần được chuẩn bị để trở thành vị quốc vương phù hợp cho Vương quốc Anh. Ông đã được huấn thị từ khi còn rất nhỏ, không phải trong một gia đình bình thường hoặc theo kiểu bình thường.
Mặc dù họ đã cố gắng thể hiện điều đó với cả thế giới, như Thái tử phải làm những điều như học sinh bình thường hay người bình thường, nhưng tất cả đều không bình thường cho lắm. Dạ, thưa sư phụ. Khi Charles được phong tứ hoàng tử xứ Wales vào sinh nhật thứ 21, cuộc đời nghĩa vụ hoàng gia của ông bắt đầu một cách nghiêm túc. Tôi, Charles, Thái tử xứ Wales, nguyện trở thành người trung thành, phục vụ quên mình và được tôn sùng nơi trần thế của quý vị. Nên tôi nghĩ người dân nước Anh nên hiểu và khoan dung với ông, hoặc tha thứ cho ông, nếu họ nghĩ ông ấy sai, không phải rõ ràng trắng đen như thế. Dạ, thưa sư phụ. Ông còn làm gì khác nữa? Vâng, trong một sự cố khác khi ký vào danh sách của khách du lịch ở Bắc Aren, cây bút bị rỉ mực và vua Charles the Third đã thật sự khó chịu và ông tỏ ra nóng nảy. Ngoài ra, đây là một chủ đề cũ, rằng Thái tử Charles khi đó đã kết hôn với công nương Diana, nhưng ông lại ngoại tình với Camilla, vợ hiện tại của ông. Đây cũng có thể là một vài lý do tại sao người dân phản đối tân vương hay chăng? Có lẽ là đúng. Một số người có thể rất nghiêm khắc hơn cả cha mẹ của họ. Hoàng thân Philip và nữ hoàng Anh quốc, nữ hoàng Anh quá cố. Một số người rất nghiêm khắc, nhưng Chúa Giêsu nói, ai không phạm tội thì ném viên đá đầu tiên. Dạ vâng, thưa sư phụ. Thái tử Xèo có rất nhiều mặt tốt mà người dân không thấy. Ông đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt cuộc đời, cho đủ loại tổ chức từ thiện để cung cấp tiền bạc, giúp người nghèo và những người gặp khó khăn. Và ông phải gặp nhiều người, ông phải du hành rất nhiều, cho dù ông không muốn. Ông phải làm tất cả những điều này mà có thể không phải lúc nào ông cũng thích. Dạ, sư phụ. Tưởng tượng nếu quý vị là ông ấy, quý vị bị buộc phải du hành đến một đất nước như vậy mà quý vị không thích. Và có thể lúc đó quý vị đang bị bệnh và bị cúm hoặc bị sốt hoặc không khỏe mà vẫn phải du hành. Hoặc quý vị phải gặp một số người, một số nhà lãnh đạo trên thế giới mà quý vị thật sự không thích. Dạ, đúng. Và vì là một thái tử, ông thật sự dĩ nhiên. Tôi đã bảo quý vị về tính nóng nảy. Dạ. Cả hai được gọi là người phục vụ, người giúp việc của gia đình hoàng gia và thái tử. Họ đều bị căng thẳng. Dạ đúng, và khi quý vị đang bị căng thẳng vì cái chết đột ngột của nữ hoàng để lại sự trống trải lớn trong lòng họ lúc đó. Vì vậy, cả hai đều bị căng thẳng kinh khủng. Và đó là công việc mới cho các chủ gia đình và công việc mới cho thái tử. Thái tử Xeo, gia thế sư phụ. Giống nhau, cả hai đều ở trong hoàn cảnh mới nên họ đã làm không tốt. Đó chỉ là chuyện nhỏ, không phải là một vấn đề lớn đến mức quý vị thậm chí muốn loại bỏ nhà vua. Dạ đúng, thưa sư phụ. Cho nên tôi nghĩ Thái tử Xeo cần thêm chút cảm thông từ mọi người, chứ không phải chỉ trích. Hãy cho ông một cơ hội để trở thành một vị vua tốt. Ông sẽ học công việc của mình. Ông chỉ là một con người, mặc dù là ông là vua. Và ông có nhiều công việc hơn quý vị, hơn hầu hết mọi người, nhiều trách nhiệm hơn, gánh nặng hơn so với nhiều người trên thế giới. Vậy hãy cho ông một chút không gian, một chút cơ hội, một chút tình thương. Khích lệ ông tiếp tục làm việc. Bây giờ ông cũng đã lớn tuổi, ông 73 tuổi, phải không? Dạ. Và những người được gọi là người hầu, người làm việc hoàng gia, họ nên tập trung hơn, nhưng họ không thể tập trung. Đầu óc, tâm trí họ đều đang rối loạn. Dạ, thưa sư phụ. Đó là một sự sắp đặt mới cho họ. Họ chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Có lẽ rất hiếm khi. Và dĩ nhiên, thái tử rất buồn vì ông đã rất buồn rồi. Ông đã quá đau buồn vì cái chết của mẫu thân, khiến ông vô cùng đau buồn. Dạ đúng. Và bỗng nhiên ông bị quăng vào một tình huống lớn như thế. Và ông quá buồn phiền rồi. Ông thậm chí không thể khóc trước công chúng. Ông thậm chí không thể biểu lộ rõ cảm giác của mình. Bất kể biểu lộ thế nào, không bao giờ có thể biểu lộ đủ cảm giác của mình khi cha mẹ qua đời. Và đó bất kỳ điều nhỏ nhặt nào, nó dường như bị thổi phồng quá mức. Dạ thưa sư phụ. Nhưng ông đã học được rồi. Lần thứ ba, ông phải ký văn kiện gì đó, ông đã mang theo bút riêng của ông. Phòng hờ thôi. Thế thì ông đã tiến bộ. Cha ơi, hãy cho một cơ hội để tiến bộ. Gia thế sư phụ. Và thậm chí một vài người dân, họ cảm thấy thương ông. Một người đã đưa cho ông cây bút để phòng hờ.
Nhiều người xếp hàng bên ngoài cung điện hoặc dinh thự để tỏ lòng thân tiếc nữ hoàng, thể hiện tình thương của họ. Và thỉnh thoảng vua, Đức Vua Treo bước ra và chào đón họ và thể hiện sự cảm kích. Và một người đã đưa cho ông cây bút. Ồ, đó là ý hay, một ý kiến hay. Dạ, thay vì chỉ trích ông, hãy giúp ông trở nên tốt hơn. Dạ, giúp ông làm công việc của ông. Tôi không phải là người hâm mộ hoàng gia hoặc những thứ như thế. Tôi không cảm thấy có nhiều kết nối với mấy chuyện hoàng gia. Nhưng đây chỉ nói một cách công bằng. Chúng ta đều là con người. Chúng ta nên hiểu, thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó tốt cho thế giới hơn là luôn luôn chỉ trích về mỗi sai sót nhỏ, đúng không? Dạ đúng. Vì nghĩ thế nào? Chúng con đồng ý, thật vậy. Người khác? Dạ, chúng con đồng ý. Quý vị phải nên đồng ý để làm người tốt, quý vị phải nên. Dạ vâng, thưa sư phụ. Và Tân Vương, Vua Treo Đờ Thơ, có lẽ vẫn còn rất lo lắng trong vai trò mới của mình, không phải vậy sao? Dạ phải. Mặc dù cả đời ông biết rằng ngày này sẽ xảy ra, nhưng những gì mình biết và những gì mình phải đối diện là khác. Dạ thật sự, dạ đúng vậy. Điều quý vị sợ và điều xảy đến với quý vị khi nỗi sợ đó hiển hiện là khác nhau. Quý vị sẽ phản ứng khác, sẽ cảm thấy khác. Dạ thưa sư phụ. Vì vậy, ông phải khóc thương mẹ mình trong lòng. Ông rất đau buồn, nhưng ông phải mặc trang phục trông cứng rắn và bình thường và mỉm cười và đi làm bất cứ gì họ mong đợi ông làm. Tưởng tượng coi, đó không phải là một vị trí rất căng thẳng rồi sao? Dạ, thật vậy, đúng vậy, thưa sư phụ. Mọi người có thể nghĩ, ôi, làm vua là vinh quang, huy hoàng và quyền lực này nọ. Phải, có lẽ vậy. Nhưng thực tế của công việc lại khác, rất căng thẳng và cũng khó khăn nặng nề. Và ông ấy lớn tuổi rồi. Dạ. Dĩ nhiên, trước đây, ông cũng đã từng làm việc, nhưng ông không giống như làm vua. Làm thái tử khác với làm vua. Dạ, thưa sư phụ. Bởi vì ông vẫn còn cha mẹ để dựa vào và nương tựa. Ông vẫn cảm thấy rất trẻ. Và như một đứa trẻ, đó là cảm giác của tôi khi gặp cha mẹ mình. Tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ gì và không bao giờ bị trách vì bất cứ gì. Bởi vì tôi là con của cha mẹ tôi. Dạ hiểu thưa sư phụ. Vâng. Tôi không bao giờ cảm thấy mình phải có nhiều trách nhiệm hơn, nghiêm túc hơn vì tôi đang dạy thiền. Khi gặp cha mẹ, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ. Dạ. Thật tự hào khi là một đứa trẻ có cha mẹ. Thôi, tôi không nên ví ông với hoàn cảnh của tôi, bởi vì mỗi người mỗi khác. Nhưng tôi cảm thấy rất thương cho Tân Vương, Vua Treo, vì ông đang phải đối diện với sóng gió gấp đôi. Dạ hiểu, vâng thưa sư phụ, sóng gió nhiều gấp đôi. Vì vậy, tôi nghĩ toàn thể Anh Quốc nên giúp hỗ trợ và khích lệ ông, gửi đến ông một chút tình thương, một vài lời cầu nguyện tốt để ông có thể mạnh mẽ và tiếp tục làm việc cho họ. Bởi vì đó là những gì ông ấy làm việc cho đất nước của ông. Dĩ nhiên, ông được trả tiền cho điều đó, và ông có rất nhiều tài sản và rất nhiều tiền vì thừa kế. Nhưng điều đó không giúp ích gì khi mình đang đau buồn hoặc khi phải gánh trách nhiệm nặng nề, đúng không? Đúng vậy, thưa sư phụ. Phải, nó sẽ vô nghĩa. Dạ, đúng vậy. Mình có thể ăn bao nhiêu mỗi ngày? Dạ, hiểu, dạ. Và có thể khoác bao nhiêu bộ quần áo lên người mỗi ngày? Dạ. Mình có thể chi tiêu bao nhiêu tiền mỗi ngày để làm gì? Dù mình có rất nhiều tiền và quý vị đã đề cập về chuyện ngoại tình của ông ấy. Dạ, vụ ngoại tình của ông trước đây hả? Ừ, có lẽ giáo hội anh lẽ ra nên dạy ông mạnh mẽ hơn về điều đó. Nhưng quý vị không thể bảo trái tim mình phải yêu ai. Đây là vấn đề của con người. Dạ, thưa sư phụ.
vua Chèo Đời Thơ. Ông ấy có nhiều đức tính tốt mà người dân nên nhìn vào đó. Tôi không biết ông có trở thành một vị vua tốt hay không, nhưng với tư cách là thái tử, ông ấy tốt, đủ tốt. Ông đã làm tất cả những gì được mong đợi ở ông, bất cứ điều gì ông có thể, bất cứ điều gì ông tin tưởng. Dạ, ông thậm chí ăn thuần chay mỗi tuần 2 ngày. Quý vị biết điều đó phải không? Dạ biết, thưa sư phụ. Đúng như vậy phải không? Dạ. Có bao nhiêu nhà lãnh đạo trên thế giới làm được điều đó? Nói tôi nghe. Dạ, không nhiều. Dạ không ạ. Có bao nhiêu vua ăn thuần chay? Ý nói những nhà lãnh đạo hàng đầu như vua, tổng thống hoặc thủ tướng nào mà thậm chí cố gắng ăn thuần chay không? Ngoại trừ Boris Johnson. Nhưng có bao nhiêu vua hoặc có lẽ họ âm thầm ăn thuần chay, nhưng tôi không nghe nói có ai thậm chí từ bỏ miếng thịt và các sản phẩm từ người thân động vật mỗi tuần một lần. Quý vị có nghe không? Dạ không ạ. Nên ông ấy đang làm tốt hơn những người khác rồi. Dạ đúng. Ông sẽ không bao giờ ra lệnh chiến đấu với bất kỳ ai, giết bất kỳ ai hoặc gây chiến hoặc kích động chiến tranh hoặc bất cứ gì như thế. Có không? Dạ không, thưa sư phụ. Vậy ít ra ông là một nhà lãnh đạo hòa bình. Dạ đúng, và thậm chí cố gắng ăn thuần chay. Dạ đúng vậy, như thế rất tốt mà. Ông đã cố gắng rất nhiều từ khi còn nhỏ. Ông đã được cho ăn tất cả các sản phẩm của người thân động vật. Vậy mà ông có thể bỏ nó 2 lần một tuần. Như vậy là tốt rồi. Dạ vâng, thưa sư phụ. Và ông luôn ủng hộ việc bảo vệ rừng Amazon và những chuyện như thế. Dạ, ông hoạt động tích cực vì điều đó. Dạ, có bao nhiêu thái tử, bao nhiêu vua, bao nhiêu tổng thống làm điều đó? Dạ, không nhiều. Đúng vậy ạ. Không nhiều, có không? Dạ không, thưa sư phụ, không ạ. Phải, ngoại trừ vị hoàng tử Ả Rập. Có một hoàng tử của một trong những nước Ả Rập. Ông đang làm điều đó, ông trở thành người thuần chay, và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó, và tôi rất thán phục vì điều đó. Ngoài ra, cố tổng thống của Slovenia, ông Sajnar Drnovšek, ông ăn thuần chay, rất hiếm phải không? Dạ, nhưng ông đã qua đời rồi. Và Thái tử Seo khi xưa đã thử nhiều thứ. Dĩ nhiên, việc chúng ta ăn những gì là quan trọng. Nhiều năm rồi, tôi đã không ăn thịt, cá, cứ 2 ngày mỗi tuần. Và không có ăn sản phẩm bơ sữa cứ 1 ngày mỗi tuần. Nào, ý tôi nói đó là một cách để làm điều đó. Nếu quý vị làm điều đó, nếu thêm nhiều người làm điều đó thì sẽ giảm được rất nhiều áp lực đối với môi trường. Và về cuộc tình của Thái tử Seo khi đó và người vợ hiện tại của ông, Vương hậu Camilla, ông là thái tử mà, nhiều thái tử khác còn ngoại tình nhiều hơn thế. Quý vị không nghĩ vậy sao? Dạ có, thưa sư phụ. Vâng, các thái tử khác không nhiều nhưng một số, và những điều tồi tệ hơn thế. Còn ông chỉ có một người, và lòng tôi thật sự cảm thấy tan nát khi công nương Diana qua đời, và mong linh hồn cô ấy thứ lỗi cho những gì tôi đang nói. Nhưng có lẽ đây là cái giá mà vua Charles the Third đã phải trả để trở thành vua, để cai trị nước Anh cũng như khối thịnh vượng chung, và một cái giá phải trả khác để được ở bên người yêu của mình, bởi vì vương hậu Camilla đã và vẫn là tình yêu của đời ông. Dạ, họ đã yêu nhau hoặc có tình cảm sâu đậm trước khi ông kết hôn với công nương Diana. Ông không thật sự muốn kết hôn với công nương Diana trước đó, trước khi kết hôn, nhưng chính hoàng thân Philip là người tạo nên cuộc hôn nhân này. Hoàng thân còn nói với ông, cô ấy vẫn còn là một trinh nữ, nếu chờ lâu hơn, con sẽ không bao giờ có cơ hội cưới một trinh nữ nữa. Đại khái vậy, ta đã đọc thấy trên báo trước đây, cũng lâu rồi. Vậy vì thế đó, là một thái tử, và lúc đó ông cũng còn trẻ, và không dễ dàng gì để ông trái lời người cha rất nghiêm khắc của mình. Dạ, thưa sư phụ. Ông không chỉ là một thái tử mà còn là một người con, và là người con có hiếu và ngoan nữa. Dạ, ông không làm bất cứ gì mà tôi biết là trái ý mẹ hoặc trái ý cha của ông cho đến nay, hoặc những gì mà tôi đã biết. Và ngay cả khi công nương Diana qua đời, sau một thời gian dài, rất dài, ông vẫn muốn kết hôn với tình yêu của đời mình, Camilla.
Nữ hoàng không muốn điều đó. Lúc đó bà thậm chí còn gọi Camilla là người phụ nữ độc ác. Vì vậy, ngay cả khi đó, Thái tử Seo cũng không kết hôn với người vợ hiện tại của mình là Camilla, theo tất cả các bản tin mà tôi đã đọc. Dạ, thưa sư phụ. Ông ấy là một thái tử rất có hiếu và vâng lời. Cách đây lâu rồi, một trong những tổ tiên của ông, vua nước Anh, vua Edward VIII, ông đã thậm chí từ bỏ toàn bộ vương quyền và cả nước Anh, cả thế giới, chỉ để kết hôn với người tình Mỹ mà đã từng ly dị. Ông ấy là người đã tự thoái vị và từ bỏ mọi nhiệm vụ và vinh quang tước hiệu và vương quốc của mình để kết hôn với người phụ nữ ông yêu. Ông nói ông không thể tiếp tục nếu không có người phụ nữ ông yêu. Vì vậy, theo nghĩa này, Thái tử Seo là một người con rất có hiếu, rất vâng lời cha mẹ. Dạ, hiểu thưa sư phụ. Vậy đó là một phẩm chất rất tốt, rất hiếm có đối với một thái tử suốt đời được chiều chuộng. Dạ, thưa sư phụ. Và qua tất cả những điều này, ông không tỏ ra là muốn kết hôn với công nương Diana. Và theo báo cáo, ngay cả công nương Diana cũng biết điều đó. Từ đêm tân hôn, ông đã cho cô ấy biết điều đó rồi, bằng cách nào đó. Vào đêm trước đám cưới của họ, Thái tử Seo dường như cảm thấy có trách nhiệm phải cho vị hôn thê trẻ biết là ông thật sự cảm thấy ra sao. Trước khi thực hiện một cam kết thay đổi cuộc đời như vậy, nhà chiêm tinh của Diana đã kể lại những gì công nương tâm sự với cô vào đêm trước khi cô ấy kết hôn với Seo. Cô nói Seo nói với cô rằng anh không yêu cô. Tôi nghĩ Seo không muốn tiến hành đám cưới trên một tiền đề sai lầm. Và cũng theo báo cáo, trong suốt cuộc hôn nhân của họ, ông chỉ có thân mật thân thể với cô ấy chỉ khi cô ấy khởi xướng, vì trái tim ông đã yêu một người phụ nữ khác, người vợ hiện tại của ông, vương hậu Camilla. Dạ. Seo và Camilla gặp nhau tại trận đấu polo năm 1971. Họ thu hút lẫn nhau và tiếp tục vượt ngoài cuộc hôn nhân của cô với sĩ quan vệ binh Andrew Barker Bowler. Cô ấy đã có thể thỏa mãn anh ấy theo cách mà chưa một phụ nữ nào khác làm được. Cuối cùng tôi đã nhận ra là thật sự sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có hai người vợ. Anh đem một số khuy măng xét mà Camilla đã tặng cho anh với hai chữ C quấn vào nhau. Anh ấy đã đeo những khuy đó trong tuần trăng mật. Thái tử Seo và Camilla đã nói chuyện rất thân mật về những gì họ muốn làm với nhau và họ nhớ nhau nhiều đến thế nào. Anh có cố gắng chung thủy và tôn trọng vợ anh khi thề nguyện chung sống không? Phải, chắc chắn rồi. Và anh đã làm thế, đúng. Cho đến khi nó bị đổ vỡ, không thể phục hồi được. Cha, cuộc hôn nhân này có ba người chúng tôi, cho nên nó hơi đông đúc. Thể chế quân chủ sẽ không chết trong một sớm một chiều vì một vài cuộc hôn nhân tan vỡ. Nó đã tồn tại sau cuộc khủng hoảng hiến pháp 60 năm trước khi vua Edward VIII thoái vị để kết hôn với một phụ nữ người Mỹ đã từng ly dị. Đó là Wallis Simpson. Cuộc ly hôn của Thái tử Seo và Diana đã hoàn tất vào ngày 28 tháng 8 năm 1996. Một tiết lộ mà chưa bao giờ được phơi bày trước đây, cho thấy một chút hòa bình. Diana đã nói với tôi một điều khá thú vị. Cô cho biết vào ngày ly hôn, cô và Seo đã ngồi với nhau trên ghế sofa và cả hai đều khóc. Vào lúc vụ ly hôn thật sự kết thúc, họ đã thân thiện hơn nhiều. Seo cuối cùng đã kết hôn với người thứ ba đó trong hôn nhân đầu tiên của mình, Camilla, người mà ông cho biết là mình chưa bao giờ vơi đi tình yêu trong bao năm qua. Vậy thì quý vị thấy đó, ông là một người đàn ông rất chung thủy với tình yêu của mình, sống thật với trái tim mình. Có bao nhiêu người đàn ông có thể tự nhận họ là như vậy? Dạ, sư phụ, nhất là khi họ là một thái tử có tất cả quyền lực để vui chơi khắp nơi. Vì vậy, mọi người nên nhìn vào một số phẩm chất tốt của ông, phẩm chất đáng trân trọng, và cho ông thêm sự ủng hộ, thêm sự cảm thông. Nếu không thể cho tình thương, thì ít nhất là một chút cảm thông. Hãy tưởng tượng nếu ông ấy là quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Quý vị sẽ làm gì để hoàn thành công việc của nhà vua một cách tốt hơn? Đó là một công việc. Nó cũng có rất nhiều ưu và khuyết điểm giống như mọi công việc khác. Nó chỉ đặc biệt hơn, thế thôi. Dạ, sư phụ. Bây giờ họ đã kết hôn hợp pháp và thậm chí với sự chúc phúc của nữ hoàng. Nữ hoàng còn ban tặng trước danh hiệu cho Camilla là vương hậu, vì nữ hoàng thấy rằng Camilla
thật sự tốt cho Thái tử Seo. Vào thời điểm đó, đại lễ bạch kim của nữ hoàng Elizabeth và đánh dấu dịp này với việc đưa ra một thông báo quan trọng, công khai thông báo mong muốn của bà rằng vợ của Thái tử Seo được phong tước vị hoàng hậu. Trong một tuyên bố viết, tôi chân thành muốn Camilla sẽ được biết đến là vương hậu. Đầu năm nay, nữ hoàng Elizabeth đã đưa ra một tuyên bố không thể tưởng tượng nổi. Camilla sẽ là hoàng hậu. Bởi lời chúc phúc của ngài, hãy để những chiếc nhẫn được tặng cho Seo và Camilla biểu tượng của tình yêu và lòng chung thủy bất tận, cũng như những lời hứa mà họ đã hứa với nhau. Trong nhiều năm qua, Camilla là một trong những công tước phu nhân cao cấp bận rộn nhất, lao mình vào trong đời sống hoạt động cho xã hội và ủng hộ nhiều mục tiêu mà bà rất tâm huyết. Bà là một người phụ nữ rất biết hỗ trợ, và đó là một công việc khó khăn. Những gì họ làm rất là khó, và tôi nghĩ rằng bất kỳ ai trong vai trò đó sẽ cần một người bạn đời mà họ có thể cùng đùa vui vào cuối ngày, hoặc chỉ cởi phăng giày ra và tán gẫu. Camilla giữ cho Seo đời thật vững vàng. Bà rất thiên về gia đình. Tôi không nghĩ bà muốn có một vai trò trước công chúng bao giờ. Đó không phải là điều bà muốn. Nhưng đây là vai trò mà bà cuối cùng phải làm cho người đàn ông bà yêu. Tôi trông cậy vào sự giúp đỡ đầy yêu thương của hiền thê yêu quý của tôi, Camilla. Để công nhận sự phục vụ công chúng trung thành của hiền thê kể từ cuộc hôn nhân của chúng tôi 17 năm trước, nàng trở thành vương hậu của tôi. Vua Seo trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng ca ngợi phu nhân, hiện là vương hậu Camilla của ông. Cuộc sống của họ trong mắt công chúng, một hành trình dài nhiều thập thiên, và có một số hoài nghi trên hành trình đó về tước vị mới của bà sẽ là gì. Nhưng dĩ nhiên đó là một trong số những mong muốn cuối cùng của nữ hoàng Elizabeth rằng Camilla được gọi là vương hậu. Vậy nếu chúng ta yêu quý nữ hoàng thì cũng nên nghe theo lời khuyên của bà, làm theo mong muốn của bà và làm những điều tốt hơn cho nước Anh, thay vì gây thêm rắc rối. Quý vị không nghĩ thế sao? Dạ có, thưa sư phụ, chúng con nghĩ vậy. Còn bản thân anh, người đặt câu hỏi, trong lòng anh cảm thấy sao? Tôi nói đúng chứ? Ý nói anh có hài lòng với câu trả lời của tôi không? Vâng, con đồng ý, ngài nói đúng. Chắc chắn à. Không phải vì tôi là sư phụ của anh, nhưng ngài nói cho tôi nghe anh sẽ cảm thấy thế nào nếu anh làm ấy. Đó là hợp lý và mình sẽ muốn làm theo trái tim. Ý con nói trái tim mình chán ngư mọi điều, làm sao có thể lãng tránh cảm xúc của mình và thành thật với điều đó. Phải, cũng đúng là như thế đó. Nếu đang yêu ai đó, mình không thể ngừng được. Dạ đúng vâng, thành ra người ta nói, mình rơi vào tình yêu. Dạ đúng, rơi vào. Dạ thưa sư phụ. Quý vị không đứng trong tình yêu, không ngồi trong tình yêu, mà rơi vào tình yêu, rơi vào. Dạ, tự nhiên rơi. Dạ. Và ở Pháp họ nói, cấp đi phô đi. Và ở lại Việt Nam, họ nói tiếng sét ái tình, nghĩa là tiếng sét. Tiếng sét ái tình tự nhiên giáng xuống. Họ nói về đó, đúng vậy. Nên điều đó có nghĩa là quý vị bất lực, quý vị tiêu tùng. Dạ. Chỉ có trái tim của quý vị là vẫn còn sống và ra lệnh cho các hành động của quý vị. Thành ra nhiều người làm nhiều điều điên rồ vì rơi vào tình yêu. Họ rơi vào tình yêu. Vâng. Ngoài ra đó là sự an bài. Để ông sẽ có một số khuyết điểm khi làm vua. Chúng ta phải trả giá cho tất cả những gì mình có trên thế gian này. Quý vị biết điều đó phải không? Dạ thưa sư phụ. Dù chúng ta không muốn, hoặc dù chúng ta không biết, thì đó là nghiệp đã được an bài theo cách đó. Và tôi cho quý vị biết một bí mật. Trước đây họ là người yêu của nhau. Ôi chà! Một số kiếp trước, phải, họ là hoàng gia và là người yêu trước kiếp này. Ôi chà! Vì vậy, sau một số kiếp, họ vẫn còn dấu ấn này trong tiềm thức, nên khi họ gặp nhau, thì cứ như sét đánh. Cha, giống như quý vị bắn trúng mục tiêu. Vâng, thưa sư phụ. Nhưng dù vậy, họ vẫn nghĩ, không thể được. Họ cũng còn quá trẻ, khi đó họ còn trẻ. Vâng, và ông bận rộn làm thái tử. Dạ. Còn cô ấy bận rộn với những chuyện của mình, và rồi bằng cách này hay cách khác, mọi việc đã được an bài theo cách đó. Cô ấy kết hôn trước khi ông kết hôn. Dạ, dạ đúng vậy. Rồi sau đó, ông cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng rồi không hiểu sao họ lại gặp nhau và rồi chuyện xảy ra như thế. Tôi không dung túng mấy chuyện như thế. Dạ, sư phụ. Tôi chỉ cho quý vị biết một bí mật. Đúng vậy. Vậy nếu quý vị cảm thấy bất cứ gì không bình an trong lòng mình về Thái tử Seo, khi đó với Camilla, thì xin đừng mang nó theo. Đừng mang gánh nặng này. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Dạ hiểu. Vâng. Bây giờ cảm thấy ổn chưa? Dạ, bây giờ thì đã rõ. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giúp làm sáng tỏ điều đó. Chúng ta chúc họ mọi điều tốt đẹp nhé. Dạ, thưa sư phụ.
Chúng ta chúc họ hạnh phúc và mạnh mẽ để họ có thể tiếp tục gánh vác bất cứ gánh nặng nào mà công việc sẽ chồng chất lên họ và thế giới sẽ đẩy vào họ. Dạ, thưa sư phụ. Còn câu hỏi nào khác không? Người ta đã chỉ trích nữ hoàng vì bà là người đứng đầu một số quốc gia bị đô hộ. Xin sư phụ vui lòng chia sẻ cảm nghĩ của Ngài về điều này. Ôi trời, quý vị luôn luôn kéo tôi vào chính trị. Ai sẽ lãnh rắc rối giùm tôi đây? Thôi, không sao. Nếu vị tin tưởng tôi có bổn phận phải trả lời để làm sáng tỏ đầu óc của vị. Và tôi biết nhiều người hỏi câu hỏi này trên khắp thế giới, giống với những câu hỏi mà đồng tu quý vị đã hỏi trước đây. Họ ở khắp nơi trên thế giới họ hỏi, nhưng họ không biết hỏi ai và hỏi ở đâu. Vậy thì thôi, thì tôi trả lời quý vị cho rồi, để làm sáng tỏ đầu óc của những người khác nữa. Nếu họ để tôi trả lời, xin cảm ơn sư phụ. Là như thế đó không phải lỗi của nữ hoàng, phải không? Quá trình thực dân hóa đã xảy ra cách đây lâu, lâu lắm rồi, trước khi bà sinh ra đời. Dạ, thật vậy. Cho nên chuyện chỉ tiếp tục như thế, và bà chỉ trở thành một biểu tượng đứng đầu của khối thịnh vượng chung, họ gọi như vậy. Và người Anh, họ không chỉ thuộc địa hóa, họ cũng giúp đỡ nữa. Nhiều nước thuộc địa cũ thừa nhận điều đó, và họ luôn chào đón những người mang hộ chiếu Anh với sự nồng nhiệt và tình cảm, bởi vì người Anh cũng đã giúp họ theo nhiều cách khác nhau. Dạ đúng, thưa sư phụ. Tôi nghe nói rằng một số quốc gia gọi là trong khối thịnh vượng chung đang cố gắng hoặc suy nghĩ hoặc muốn độc lập. Được chứ, hoàn toàn lấy trí tự do của họ để lựa chọn. Nếu dân họ đồng ý với điều đó và quốc hội của họ cũng phải đồng ý nữa, thì họ có thể nộp đơn xin độc lập. Nếu họ nghĩ đất nước của họ được độc lập là tốt hơn, thì họ nên tiến tới theo hướng đó. Nếu người dân họ cũng muốn, một số quốc gia không muốn, họ muốn ở lại với người Anh. Dạ, cùng nhau cũng là sức mạnh. Đoàn kết thì sống. Dạ, thưa sư phụ, đúng vậy. Nhưng nếu họ nghĩ, hoặc nếu họ có thể chứng minh, hoặc nếu có số liệu thống kê hoặc nghiên cứu bằng cách nào đó để chứng minh là tốt hơn, nếu riêng rẽ độc lập với Liên Hiệp Anh, thì họ nên đi theo cách đó. Nếu tốt hơn cho đất nước của họ thì sao lại không? Nhưng nếu điều đó không tốt hơn cho dân họ, cho đất nước của họ, thì tại sao phải quan tâm về tên gọi? Dạ vâng, thưa sư phụ. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Họ phải hỏi người dân của họ và lắng nghe người dân của họ, xem người dân của họ muốn gì, và họ phải nghiên cứu hoặc nhờ ai đó nghiên cứu giùm họ để chứng minh rằng độc lập thật sự tốt hơn cho đất nước của họ, lợi thế hơn bất lợi, thì họ nên làm điều đó. Còn tùy vào quốc gia nào, hoặc trong hoàn cảnh nào, hoặc người dân của họ muốn cách nào. Dạ. Bà rất được kính trọng trong khắp khối thịnh vượng chung và bởi các nhà lãnh đạo của khối thịnh vượng chung. Bà đã hòa nhập với biết bao vị lãnh đạo từ nhiều thế hệ các lãnh đạo. Đối với tôi, bà thật sự là một nhân vật, một gương mẫu. Một người cho thấy quá trình chuyển đổi khó khăn từ đế chế sang độc lập. Bà bằng cách nào đó đã cố gắng giữ được sự thân thiện, thân ái với hoàn cảnh lẽ ra có thể đã căng thẳng hơn nhiều và tranh chấp với nhiều phần khác nhau của thế giới từng là thuộc địa. Trong một số phương diện, bà rất xuất sắc trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ đế chế mà rõ ràng là một công trình thuộc địa sang khối thịnh vượng chung. Đây đúng ra là cuộc họp tự nguyện của nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Chế độ quân chủ của Anh cũng rất được yêu quý. Bằng chứng là từ khắp nơi trên thế giới, người ta đã đến xếp hàng 10-12 tiếng đồng hồ. Ngay cả David Beckham, ngôi sao bóng đá nổi tiếng, thậm chí anh ta đã đợi 12 tiếng để được nhìn thấy linh cữu của bà để tỏ lòng kính trọng. Và anh rất xúc động, khóc nhớ bà. Và các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đến để tỏ lòng kính trọng bà, ngay cả Putin cũng muốn. Và dĩ nhiên đã bị từ chối. Dạ, thưa sư phụ, tất cả các nhà lãnh đạo thế giới và các thành viên của những gia đình hoàng gia châu Âu này đều tham dự. Tu viện Westminster chứa 2.000 người. Hàng triệu người được dự kiến sẽ đổ về thủ đô để bày tỏ lòng kính trọng.
Vì vậy, tất cả những người phản đối chế độ quân chủ hoặc chống lại Tân Vương vua Charles III nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện bất cứ hành động nào để khuấy động vấn đề trong một đất nước hòa bình và một đất nước tốt đẹp. Dạ thưa sư phụ, dạ hiểu. Nhiều người thèm muốn nước Anh và muốn đến sống ở Anh. Vì vậy, nếu họ là người Anh, họ sống ở Anh, họ nên vui mừng, tự hào. Đúng vậy, thưa sư phụ. Sẽ luôn luôn có một số vấn đề nhỏ ở đây đó. Nhưng một vị vua không thể làm tất cả mọi thứ, cũng tùy vào nhiều yếu tố và quyết định từ Quốc hội và chính phủ Anh nữa. Ngay cả nữ hoàng, họ cũng không nên trách cứ bà vì bất cứ điều gì. Bà không có tất cả quyền lực để quyết định mọi điều liên quan đến các vấn đề chính trị. Ví dụ, họ sắp xếp bà phải gặp ai, bắt tay ai, nói chuyện với ai, mặc dù bà không muốn. Tương truyền một lần nọ, người ta thấy bà phải trốn sau bụi cây trong vườn cung điện Buckingham vì không muốn nói chuyện với một trong những nhà lãnh đạo thế giới. Thêm một lần nữa, bà trốn ông ta. Người ta không thể tìm thấy bà. Bà phải trốn. Bà thậm chí không có quyền để từ chối. Bà trốn vì không muốn nói chuyện với người đó nữa. Vì lúc đó, bà không thích ông tổng thống đó. Và ông ta được cho là một trong những người xấu. Quý vị nghiên cứu về điều đó và rồi quý vị sẽ biết. Dạ, thưa sư phụ. Bà có thể thấy Kosciuszko đang đi theo hướng khác và nghĩ, ta thật sự không thể nói chuyện thẳng với họ lần đầu tiên và duy nhất trong đời. Bà thật sự trốn trong một bụi cây trong vườn thượng uyển để tránh những vị khách của chính mình. Nữ hoàng chịu đựng nhiều người khác nhau. Nhưng Kosciuszko thì quá mất. Bà không thể cứ làm bất cứ điều gì mình muốn, ngay cả nói ví dụ nếu có một số bất ổn ở đâu đó, như Kenya hoặc đâu đó. Họ sẽ báo cáo với bà theo cách khác. Họ sẽ nói, ồ, lại người này. Họ là những kẻ khủng bố. Họ đang giết những người này. Họ đang giết chính phủ đó. Và bây giờ chúng ta phải đưa một đội quân để dập tắt phương cách khủng bố này đang gây ra tình trạng bất ổn ở đất nước Kenya. Ví dụ như thế. Bà không thôi nói, ồ, không. Không thể thế được. Gia hiếu. Mặc dù bà là nữ hoàng, nhưng không phải nơi đâu. Bà cũng quyền trong tất cả các cơ quan của chính phủ để đưa ra quyết định. Dạ, yeah. Vì vậy mọi người nên hiểu thêm về thể chế chính trị phức tạp và khó khăn này trên thế giới để cảm kích một vị vua tốt mà quý vị hiếm khi có trên thế giới. Dạ, yeah, thưa sư phụ. Có một lần, công chúa Annie, ái nữ của nữ hoàng Elizabeth II, tôi đọc thấy trên báo, cô nói rằng nữ hoàng nói với cô, đôi khi bà không đồng ý. Nếu bà không thể đồng ý với thủ tướng hoặc chính phủ về việc thực hiện điều gì đó và bà không thể tranh luận về điều đó, thì bà chỉ để yên như vậy. Bà cứ để mặc họ, để họ làm điều đó. Dạ, thưa sư phụ. Vì vậy, thủ tướng và chính phủ cũng có rất nhiều quyền lực để thậm chí từ chối lời khuyên hoặc quyết định của nữ hoàng. Dạ, thưa sư phụ. Vì vậy, nữ hoàng ít nhiều là biểu tượng của chế độ quân chủ. Vào hết các quyết định chính trị đều đến từ chính phủ, thủ tướng, quốc hội, vân vân. Dạ, thưa sư phụ. Và thậm chí, việc bổ nhiệm thủ tướng Anh như tân thủ tướng bà Liz Truss, họ chọn bà ấy trước và sau đó họ giới thiệu bà ấy với nữ hoàng. Dạ, thưa sư phụ. Không phải nữ hoàng đã chọn bà ấy, rồi họ giới thiệu bà ấy với nữ hoàng và nữ hoàng chỉ đồng ý thôi và để bà ấy làm thủ tướng. Tôi không nghĩ là nữ hoàng có thể từ chối bà Liz Truss và nói không, tôi không muốn bà ấy. Dạ, thưa sư phụ. Tôi không nghĩ nữ hoàng có thể nói, ồ không, tống bà ta ra, hoặc quý vị đưa Boris Johnson trở lại cho tôi. Ví dụ như thế. Vậy những người trách nữ hoàng và ghét nữ hoàng với địa vị là người đứng đầu thực dân này nọ, họ không nên như thế. Họ không nên. Bà là một nữ hoàng rất tốt. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Bà có tình thương. Vì nếu bà không có tình thương, thì tất cả những người làm việc xung quanh bà đã không nói tốt về bà
sau khi bà băng hà. Vâng ạ. Và trong suốt thời gian bà trị vì, cũng như trong suốt đời bà trên địa cầu, không ai nói bất cứ gì xấu về nữ hoàng chút nào hết, kể cả những người trong gia đình. Những người trong gia đình phải biết bà nhiều nhất. Dạ đúng vâng, thưa sư phụ. Bà là một bà chủ tuyệt vời. Chúng tôi thường đặt một chiếc hộp màu đỏ vào mỗi buổi tối và chúng tôi biết rằng bà sẽ xem qua và chiếc hộp sẽ trở lại bàn làm việc của chúng tôi sáng hôm sau lúc 8 giờ. Thật phi thường khi bà đã làm điều này ngày này qua ngày khác. Trong suốt thời gian trị vì của bà đã thay đổi vai trò của chế độ quân chủ bằng cách đưa ý tưởng tự nguyện phục vụ vào vai trò chính thức của chế độ quân chủ. Nữ hoàng là một trong những người làm việc chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp trong đời. Đối với ai đó ở độ tuổi của bà, những việc bà làm, những sự kiện bà tham dự, đôi khi là 3 sự kiện trong một ngày. Đây là điều hoàn toàn phi thường. Vâng, thật vui khi được làm thư ký riêng của bà. Và một trong những người tiền nhiệm của tôi đã nói, anh không bao giờ rời khỏi phiên họp buổi sáng với nữ hoàng mà cảm thấy tệ hơn là khi anh bước vào. Bà có khiếu khôi hài, bà rất quan tâm đến mọi người. Tôi được đặt ân gặp nữ hoàng khá nhiều lần. Và trong tất cả những tương tác đó, có một phép lịch sự, nhân văn và tử tế mà tôi sẽ nhớ mãi. Theo một cách nào đó, tôi đã không được học việc cha tôi băng hà khi còn quá trẻ. Đó là hoàn toàn đột ngột khi phải đảm nhận công việc và cố gắng làm tốt nhất có thể. Và tất cả các chính trị gia ở Anh vẫn tôn kính bà. Quý vị thấy đó, chế độ quân chủ phải nên được tôn trọng, trân quý và duy trì. Bởi vì quý vị có thể thấy nữ hoàng, bà là nữ hoàng Anh. Và ở một số quốc gia hiện tại có lẽ chỉ 14 quốc gia còn lại trong khối thịnh vượng chung. Nhưng nhiều người trên khắp thế giới mà thậm chí không biết bà, thậm chí chưa bao giờ quan tâm đến hoàng gia. Họ để xếp hàng dài trên đường phố, nhiều, rất nhiều dặm dài. Một số người đã phải đợi 24 tiếng để tỏ lòng thành kính trước linh cữu của bà. Vâng, đúng vậy, thưa sư phụ. Vậy thì đây là điều đúng đắn. Mình không cần phải đi tỏ lòng tôn kính và chờ 24 tiếng. Thế nhưng bà là người được mọi người yêu quý và kính trọng. Bà đã mang loại năng lượng tích cực này đến thế giới. Dạ, sư phụ. Bởi vì bà tốt và nhân từ. Dạ, vì vậy con trai bà không quá xa với phẩm chất đó đâu. Dạ, thưa sư phụ. Họ nên ủng hộ ông. Nói tôi nghe, quý vị còn muốn đề xuất hoặc hỏi tôi hay tranh luận với tôi điều gì nữa không? Con có một bài báo Binh Vực Nữ Hoàng nói rằng sự hiện diện của nữ hoàng là một phần cốt yếu để tiến trình phi thực dân hóa trở nên khả thi. Vậy bà là người đã giúp điều đó xảy ra? Dạ, bà đã giúp cho các thuộc địa trở nên độc lập. Phải, quý vị có thể thấy điều đó. Trong một số cách tinh tế, bà đã làm những gì bà có thể. Dạ, dĩ nhiên bà không thể làm tất cả mọi thứ trong một lần. Nhưng khi tình thế thuận lợi, bà đã làm những gì có thể để giúp những quốc gia khác được độc lập. Có ích gì cho bà nếu bà cai trị thêm hoặc ít hơn một vài quốc gia? Dạ, sư phụ. Có ích gì cơ chứ, bà đã có mọi thứ bà cần. Và bà là một người mãn nguyện. Bà bận rộn với công việc của mình. Bà bận rộn yêu thương tất cả những người thân động vật mà bà có. Bà có ngỗng, bà có ngựa, bà có chó. Và những động vật khác với số lượng lớn. Dạ, phải. Và bà có cả đất nước để chăm lo. Bà có người nhà để chỉ thị mọi thứ. Và bà có nhiều cuộc họp với quốc hội, với thủ tướng, với những người trong chính phủ, với những người trong giáo hội, đủ thứ. Và bà có gia đình, con cái để chăm sóc, cháu chắt của bà này kia. Tại sao một người như thế còn muốn mở rộng quyền cai trị của mình để có thêm nhiều quốc gia hơn để cai trị? Dạ, sư phụ. Hoàng thân Philip gọi bà là nhà trị liệu tâm lý của khối thịnh vượng chung. Bà biết tất cả các nhà lãnh đạo, bà nghe những vấn đề của họ và họ coi bà như là biểu tượng của người mẹ. Mẹ, vợ, nữ hoàng. Công việc đòi hỏi Elizabeth phải đóng tất cả các vai đó và nhiều hơn thế nữa. Tuy nhiên, mặc dù là gương mặt nổi tiếng nhất trên địa cầu, là nữ vương, có thể là một công việc cô lập. Bà là người giám hộ toàn bộ những bí mật mà bà thậm chí không thể chia sẻ với chồng mình. Bà dành nhiều thời gian cho những người lạ. Bà phải biết chính xác lý do mà bà đang ở đâu đó. Tại sao những người mà bà đang nói chuyện lại ở đó?
Tôi nghĩ đó là một công việc rất cô đơn, một công việc rất cô đơn. Và nếu nữ hoàng thực sự là một người thực dân, trong tâm, này nọ, tại sao Ấn Độ có thể trở nên độc lập, tự do? Dạ, thưa sư phụ. Và Singapore? Dạ, thưa sư phụ. Hoặc Malaysia, khi họ ở cùng nhau. Singapore, Malaysia và nhiều quốc gia khác. Nhiều quốc gia trở nên độc lập, như hơn 30 quốc gia, và bây giờ chỉ đầu khoảng 14. Vậy đó, nhiều quốc gia đã trở nên độc lập. Không thể đổ lỗi cho nữ hoàng về bất cứ điều gì, tuyệt đối không. Nada, Nis, Ninti, Zero. Dạ, thưa sư phụ. Đó là ý kiến của tôi. Và người ta có thể phản đối tôi nếu họ muốn, hoan nghênh. Tôi chỉ nói sự thật. Nói thật với trái tim mình. Và trái tim tôi luôn ra lệnh cho tôi phải làm gì. Dạ, thưa sư phụ. Tim tôi chân thật. Chúng con vô cùng biết ơn sư phụ từ bi nhất đã dạy chúng con đường của sự cảm kích, tôn trọng và khiêm nhường chân thật, phục vụ tha nhân qua lòng nhân ái, yêu thương và trí huệ bẩm sinh của chúng ta, mở đường cho xã hội cao thượng hơn, đồng thời xây dựng các mối quan hệ ổn định và thỏa nguyện hơn. Chúng con cầu xin Thượng Đế bảo vệ tất cả các nhà lãnh đạo tận tâm và làm việc chăm chỉ. Mong họ trở thành những tấm gương nhân từ vĩ đại hơn nữa khi họ áp dụng lối sống thuần chay có nhiều công đức nhất và từ đó giúp đảm bảo một tương lai tươi sáng hơn, thịnh vượng hơn, nơi nhân loại phát triển trong hòa bình và tình thương. Cầu mong sư phụ trân quý, sức khỏe, an khang và an bình và được bảo vệ với tất cả các vị thiên đế nhân từ. Để nghe thêm về những cảm nghĩ của Ngài Thanh Hải Phó Thượng Sư về chế độ quân chủ tại Vương quốc Anh, cũng như câu chuyện tiết lộ cách sư phụ đối xử với những người trong nhà Ngài hoặc bất kỳ ai giúp Ngài trong suốt hành trình. Xin mời quý vị đón xem vào thứ Hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022, trong tiết mục Giữa Thầy và Trò, cho buổi phát sóng đầy đủ của bài thảo này. Ngoài ra, để tham khảo thêm, mời quý vị xem các buổi hội thảo tình mới bài sang Giữa Thầy và Trò liên quan trước đó, chẳng hạn như Giữa Thầy và Trò, trị vì bằng lòng từ bi và quan tâm tới mọi chúng sinh. Vương quốc Anh phải tuân thủ luật của họ và bảo vệ người thân động vật như những chúng sinh có tri giác. Không lý do nào biện minh cho hành động xâm lược một quốc gia. Trong giờ phán xét của các cõi thiên đàng hay thức tỉnh và an toàn trai ngay bây giờ, vân vân. Để xem các buổi hội thảo tin mới bài sang và Giữa Thầy và Trò này và nhiều hơn, tất cả đều miễn phí để tải xuống. Vui lòng truy cập suprememastertv.com và tìm kiếm chế độ quân chủ Anh.